Giá cổ phiếu Vinamilk ngày hôm nay như thế nào? Giá cổ phiếu Hòa Phát hôm nay như thế nào? Giá cổ phiếu Vingroup hôm nay như thế nào? Và giá cổ phiếu Thế Giới Di Động như thế nào? Vân vân, rất là nhiều các mã cổ phiếu mà anh chị đang quan tâm. Thế thì tôi sẽ chia sẻ với các anh chị và các bạn cái bảng giá về giá các cổ phiếu mà chúng ta quan tâm tại công ty chứng khoán Techcom Security. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ lập ra một cái bảng riêng của mình. Tôi sẽ chia sẻ với anh chị rất là kỹ ở đây. Tức là chúng ta sẽ tạo một cái danh mục mới để anh chị vào cái bảng giá của Techcom Security mà tôi có để ở dưới phần mô tả và phần bình luận. Sau đó anh chị sẽ tạo một cái danh mục mới cho mình nhé. Đây là cái danh mục gọi là danh mục tôi yêu thích. Đấy. Và anh chị sẽ đặt làm mặc định đi. Ok, đã thành công. Và chúng ta có một cái danh mục tôi yêu thích mặc định. Thì bây giờ chúng ta sẽ cập nhật các cái cổ phiếu mà chúng ta quan tâm, chúng ta yêu thích và chúng ta theo dõi, đúng không ạ? Ví dụ như cổ phiếu VNM đi, là cổ phiếu Vinamilk. Đó, anh chị có thể thấy cái bảng giá cổ phiếu này. Nhưng mà nhìn cái bảng giá cổ phiếu này nó quá là phức tạp, đúng không ạ? Rất là phức tạp. Thế bây giờ chúng ta sẽ làm như thế nào để xem, để hiểu được cái giá này, đúng không ạ? Thứ nhất, đây là giá trần này, đây là giá sàn, đây là giá tham chiếu. Giá trần là cái giá mà không thể vượt qua được cái giá này, và giá sàn là cũng không thể vượt qua được cái giá này, tức là giá ngày hôm nay giao dịch. Và cái giá tham chiếu là cái giá mà bắt đầu giao dịch ạ. Đó. Tiếp theo nữa là đến các cái giá là dư mua và dư bán, đúng không ạ? Thế thì giá 1, giá 2 và giá 3. Ở đây anh chị có thể hiểu là gì? Là các cái mức giá mua tốt nhất. Còn có rất nhiều cái mức giá đằng sau này này, nhưng mà nó không hiện lên với cái bảng giá, nó chật quá. Giá bán là thể hiện giá 1, giá 2, giá 3 là các cái mức giá mà bán tốt nhất, tức là bán thấp nhất đấy. Còn rất nhiều các mức giá bán khác nhưng mà nó không tốt. Đấy, nó không không thấp nhất thì nó không đưa vào đây vì cái bảng giá quá là chật. Và cái giá khớp lệnh đấy, chính là giá mà người mua người bán đồng ý bán với nhau mới cái giá này. Tức là ví dụ như là giá của Vinamilk hiện tại 108.800 đồng thì hai người mua và bán đã đồng ý mua với nhau về cái giá này. Nó rất đơn giản như vậy thôi. Và các cái cổ phiếu khác thì anh chị hãy nhập vào đây nhé. Và ví dụ như tôi ví dụ nhiều Vick này, tập đoàn Vingroup này, ví dụ như là Thế Giới Động là MWG này. Đấy. Ví dụ như là FPT này. Đấy. Ví dụ như là tập đoàn xăng dầu là PLX. Đấy. Ví dụ như ngân hàng Techcombank. Đấy. Ví dụ như ngân hàng Vietcombank. Ví dụ như tập đoàn Hòa Phát này. Ví dụ như tập đoàn FLC này. Đó. Thế thì anh chị và các bạn sẽ xem các cái cổ phiếu này ở trên cái bảng giá mà các anh chị và các bạn yêu thích và để làm mặc định. Khi cứ mở cái bảng giá này lên thì nó sẽ hiện ra cho anh chị, để anh chị follow và anh chị xem. Và anh chị cũng có thể đặt lệnh ngay ở trên cái bảng giá này. Ví dụ như anh chị muốn mua Vinamilk chẳng hạn. Đấy, thì ví dụ như anh chị muốn mua Vinamilk này. Đấy, thì anh chị có thể đặt luôn khối lượng ở đây này. Đó. Và giá anh chị có thể đặt luôn, anh chị có thể xem với cái mức giá là khớp lệnh đang 108.8 mà người bán cũng đang là bán 108.8, chúng ta có thể đặt mua 108.8 và chúng ta đặt mua luôn ở đây được. Đó, rất là dễ đúng không ạ? Đó, rất là dễ này thôi. Hiện tại tôi không có tiền nên là không đặt được. Đó. Và như vậy thì anh chị và các bạn đã xem một cái bảng giá của mình, và để mà đặt lệnh được ở đây thì anh chị cần phải có một cái tài khoản đầu tư chứng khoán tại Techcom Security. Thì tôi có để sẵn link mở tài khoản online, anh chị có thể mở bất kỳ đâu vẫn có thể mở được nhé, và rất là dễ. Ok, vậy là tôi đã chia sẻ với anh chị và các bạn cách xem cái giá chứng khoán của những công ty hàng đầu trên thị trường mà anh chị đang quan tâm, và nó cập nhật hàng ngày vào 9 giờ thì bắt đầu là giao dịch, và đến buổi chiều là 12 giờ 45 sẽ là kết thúc giờ giao dịch, để anh chị có thể là follow anh chị xem giá hàng ngày. Xin cảm ơn anh chị và các bạn rất là nhiều. Xin hẹn gặp lại các anh chị ở các cái video khác về chia sẻ liên quan đến đầu tư cổ phiếu.